Mổ bụng con rắn chết bất thường, thanh niên sướng rơn vì tìm được cả kho báu giấu trong bụng. Vì tò mò mổ bụng rắn chết bất thường, thanh niên này lại nhặt được vàng trên trời rơi xuống. Mới đây, một đoạn clip mổ rắn đã gây xôn xao khắp cộng đồng mạng. Điều khiến cư dân mạng chú ý không phải bởi con rắn xấu số này mà là thứ tìm được trong bụng của nó. Được biết, người thanh niên trong clip trong buổi đi đánh bắt cá như mọi ngày đã phát hiện điều bất thường trong lưới cá của mình. Đó là một con rắn đã chết. Sự xuất hiện của một con rắn đã chết trong túi lưới bắt cá khiến nam thanh niên không khỏi tò mò. Sau một hồi dò xét bụng con rắn, anh phát hiện có các vật thể cứng nằm trong bụng của nó và đây có thể là nguyên nhân gây ra cái chết của nó. Anh ta sau đó quyết định mang con rắn đi mổ để tìm ra vật lạ bên trong. Những nhát dao đầu tiên đi dọc bụng con rắn vẫn chưa thấy điều bất thường. Tuy nhiên chỉ vài phút sau, anh ta đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện có đến một chiếc nhẫn vàng bên trong. Tiếp tục mổ thì anh ta lại tìm thấy chiếc nhẫn khác. Chiếc này còn có kích thước và đường kính to hơn nhẫn cũ. Sau một hồi thẩm định sơ qua bằng cách đưa lên răng cắn, anh và bạn mình cho rằng đó là nhẫn thật. Tuy nhiên để chắc chắn, thanh niên này cho biết sẽ mang ra tiệm vàng để xem chúng có phải là vàng thật hay không. Vàng trên trời rơi xuống như trường hợp của thanh niên trên đây quả thật là rất thú vị đúng không? Còn bạn, bạn nghĩ sao về kho báu mà anh chàng này tìm được? Postmail nổi tiếng mạng xã hội vì sở hữu gương mặt xấu xí nhất Vịnh Bắc Bộ. Hình ảnh một chú mèo sở hữu gương mặt xấu xí ai nhìn cũng hết hồn khiến dân mạng dở khóc dở cười. Một khi đã nuôi boss trong nhà thì con sen nào cũng rất muốn khoe boss mọi lúc mọi nơi. Nào là boss nhà tao dễ thương lắm nhé, tình cảm lắm nhé, thông minh lắm nhé. Nhưng không phải sen nào cũng có may mắn nuôi một con boss cute hạt mè đâu. Có những thể loại boss lúc nào cũng phải là mặt ngầu, mặt khó hiểu, mặt xấu xí, thậm chí là khó ưa nhất trái đất này, như là boss mèo dưới đây chẳng hạn. Mới đây trên mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh một chú mèo sở hữu gương mặt xấu xí, ai nhìn cũng hết hồn khiến dân mạng dở khóc dở cười. Sau khi bài viết được đăng tải đã thu hút được sự quan tâm yêu thích cực lớn từ đông đảo cộng đồng mạng. Đứng trước con boss mèo có biểu cảm khó ở này, nhiều thanh niên đã để lại những bình luận vô cùng hài hước. Tài khoản CS bình luận: Haha, thật sự quan ngại cho tính mạng và tấm thân của con sen. Không biết để chụp được một bức ảnh có bị hoàng thượng cào cho lên bờ xuống ruộng không nữa. Nhìn mặt boss đáng sợ thế cơ mà. Buổi tối mà đi vệ sinh gặp em mèo chắc hết muốn đi quá. Trời sinh ra mèo là con vật siêu cấp đáng yêu. Vâng, và tôi đã luôn nghĩ thế cho đến khi tôi gặp con mèo này. Thề đang uống nước mà cười sặc luôn. Em mèo xấu xí nhất mình từng thấy. Tài khoản VM viết. Hiện tại, bài viết vẫn đang thu hút sự quan tâm và chia sẻ từ cư dân mạng. Chất lỏng màu vàng trong hầm mộ cổ 2000 năm hóa ra là thức uống thượng hạng thời cổ đại. Nhà khảo cổ mới đây tìm thấy một chiếc bình bằng đồng chứa chất lỏng màu vàng trong hầm mộ cổ ở Trung Quốc. Cụ thể, Xinhua đưa tin, một nhóm các chuyên gia khảo cổ đã phát hiện ra 3,5 lít chất lỏng màu vàng, được đựng trong một chiếc bình cổ bằng đồng ở ngôi mộ có niên đại từ thời nhà Tây Hán năm 202 trước Công Nguyên tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Sau khi rót ra cốc thí nghiệm, chính mùi thơm đặc trưng của chất lỏng này đã khiến các nhà nghiên cứu chú ý đến. Khi Di Yen, người đứng đầu của Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ tại thành phố Lạc Dương chia sẻ, chất lỏng có mùi thơm giống rượu. Rượu làm từ gạo hoặc cao lương là thành phần quan trọng trong những nghi lễ hoặc là lễ cúng tế của người Trung Quốc thời xa xưa và nó thường được đựng trong bình rượu hoặc đồng chạm khắc tinh xảo. Vì thế, nó được xem là thức uống thượng hạng thời cổ đại. Nhà nghiên cứu Shi Yiyan cho biết thêm, các thử nghiệm tiếp theo sẽ giúp tiết lộ các thành phần thực sự của chất lỏng có niên đại 2000 năm tuổi bên cạnh rượu cổ nghìn năm. Hai cốt người cùng nhiều đồ tạo tác bằng đồng và số lượng lớn các niêu đất sơn màu cũng được tìm thấy tại khu mộ có diện tích khoảng 210m². Đặc biệt, nhóm nghiên cứu phát hiện ra chiếc đèn hình ngỗng trời trong hầm mộ. Đây được cho là cổ vật đầu tiên có hình dạng này mà giới nghiên cứu tìm thấy ở Lạc Dương, kinh đô lâu đời của 13 triều đại với lịch sử lên tới 3.000 năm. Đây không phải là lần đầu tiên các chuyên gia khảo cổ phát hiện ra rượu gạo ở Trung Quốc. Trước đó vào tháng 3 năm 2018, các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy thức uống này trong một ngôi mộ cổ ở gần Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây. Giang Giang Li Giang, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Thiểm Tây cho biết,
Loại rượu mà chúng tôi tìm thấy có màu trắng sữa và hơi đục. Những thí nghiệm sau đó cho thấy rằng rượu này tập trung cao chất axit amin và một lượng nhỏ protein và axit béo, tương tự như rượu gạo mà chúng ta hay uống ngày nay. Nhóm chuyên gia nhận định rằng những bằng chứng mới về khảo cổ vừa được phát hiện đang làm thay đổi sự hiểu biết của các nhà khoa học về Trung Quốc thời cổ đại.